mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật. Hoặc là vật bị biến dạng. Thì trong cái bài học này cô đã lấy cho em rất nhiều ví dụ như thế là người đang chơi pizza hoặc là các vận động viên đang xin lỗi ví dụ đang chơi cánh pizza hoặc là đang ném bóng các em nhé. Phần này tiếp theo các em cần nhớ cho cô khái niệm về hai lực cân bằng. Hai lực cân bằng là hai lực mà có cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều nhau. Em lưu ý của cô đó là hai lực cân bằng. Là hai lực có cùng giá. Cùng độ lớn. Và ngược chiều nhau. Và đương nhiên là hai lực cân bằng tác dụng của vật thì sẽ không gây ra gia tốc cho vật. Và các em nhớ cho cô lưu ý theo nữa, đó chính là đơn vị của lực. Tổng hợp lực là phép thay thế hai
và
sau. Hai cơ này cùng phương hướng nhiều chiều nhau, góc độ của chúng là 180 độ. Các em sẽ tính ngay được
Như vậy là cô đã hướng dẫn xong cho các em những ví dụ. Thứ nhất, em sẽ chuyển sang ví dụ thứ hai. Và bây giờ các em sẽ chuyển sang một ví dụ tiếp theo như sau. Các em sang ví dụ bài thứ hai. Đó là cho hai lục đồng quy có độ lớn lần lượt là
thì là 75,5 độ. Em sẽ rất ăn cao 75,5 độ. Kem sang trường hợp ID đó là S bằng 24. Trường tương tự kem cũng sẽ tính được cos alpha. Trường hợp này hai S là bằng 20 bình phương trừ 20 bình trừ 30 bình chia cho thì cô ấn máy tính thì theo như kết quả của máy tính của cô ấn được thì nó sẽ ra là bằng trừ 3 phần 4 trừ 3 phần 4 vậy thì cô sẽ ấn shift code của kết quả này nó sẽ ra là 138,5 độ tức là alpha trong trường này
có 4 đáp án. Đáp án A là 25 newton. Đáp án B là 15 newton. Đáp án C là 2 newton. Và đáp án D là 1 newton. Như vậy thì phần này các em sẽ vận dụng kiến thức như sau. Như các em đã biết rằng là độ lớn của hợp lực là lớn hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của F1 trừ F2 và bé F2.